Cá chép coi hay còn gọi là chép Nhật, thì đây là một loài cá nước ngọt. Cá coi thật ra có nguồn gốc xa xưa là từ Trung Quốc á, nhưng được mà thế giới phương Tây biết qua cái con đường mà Nhật Bản nha các bạn. Thì sau đó đã lai tạo và nhân giống đại trà để trở thành mà cá coi Nhật. Giờ thì Nhật nó nổi tiếng cho đến ngày nay thì đã trở thành là kinh đô của cá coi. Về cách phân biệt cái loại cá coi á, cơ bản là thế này, thì cũng có ba loại cơ bản thôi. Cái loại thứ nhất á, là cá chép Nhật. Cái loại cá coi này là thuần chủng nha các bạn, thuần chủng của Nhật luôn, thì được nhập trực tiếp từ các trang trại mà cá coi của Nhật Bản về Việt Nam á. Khi về Việt Nam thì những con cá coi đó sẽ được lai tạo với bố mẹ, thì cũng đều là lai với cá chép Nhật thôi. Cá chép Nhật mà thuần chủng tại Việt Nam á, nó sẽ là con cá coi F1 ha. Còn con cá coi Việt của mình thì được tạo ra bởi bố mẹ là cá coi F1 đó. Thì đơn giản là như vậy. Thì do nó khác nhau như vậy nên cái giá của cái loài này khác nhau. Cá coi Nhật Bản thuần chủng thì cái mức giá của nó cao, thường gấp là ít nhất là 10 lần so với cá coi F1, và đôi khi gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với cá coi Việt của mình. Vì con cá coi mà thuần chủng Nhật nó mắc vì nó có những thứ mà cá coi F1 hay là cá coi mà cá coi Việt mình không có được đâu. Ví dụ như con cá coi Nhật nè, nó có cái màu. Ví dụ như con cá coi Nhật thì nó có màu sắc đậm lắm, rõ nét nè. Cái đường ranh giữa các màu nó rõ ràng, nó không bị lem màu, mờ nhạt, hay là thân hình nó cân đối, dáng bơi đẹp, uyển chuyển. Mình ví dụ như bên Nhật có một cái loại mà cá coi bướm đó các bạn, thì giá của nó hàng tỷ á. Hiện cá này nó có vây và đuôi rất là dài, đặc biệt là trên đỉnh đầu của nó có một cái vòng tròn đỏ chót như là cái quốc kỳ của Nhật Bản á, thì nó tượng trưng cho cả nước Nhật luôn. Thì chính vậy cái loại cá này có giá rất là đắt đỏ nha. Hiện nay Việt Nam mình cũng đã bắt chước mà lai tạo cái con mà cá coi bướm này nè, nhưng mà nó không có ra quốc kỳ Nhật Bản, và nó cũng không có ra mà cái lá cờ đỏ sao vàng luôn, mà nó chỉ ra cái gì không à, mình cũng không có biết luôn. Thì ví dụ như vậy, cá coi Nhật nó mắc là lý do đó. Còn cá coi Việt của mình thì nó có cái màu mà mờ nhòe lắm, thường thì nó không có sặc sỡ và rõ ràng, các mảng màu của nó chồng lấn lên nhau thôi. Ví dụ như cái màu cam thì không ra màu cam, màu trắng thì không ra màu trắng. Ví dụ như vậy á, thân hình của nó bất đối xứng, bơi lắc lư, thì giá thì vài 30.000 một con cũng có, tháp lè tè như vậy các bạn. Thật ra coi Nhật thì mắc một phần cũng do cái phần mà nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam mình á, thì chi phí vận chuyển nó cao, cộng thêm cái đồng tiền Việt Nam mình không có giá trị cao, nên lý do nó có hàng tỷ thì cũng là một phần như vậy đó nha các bạn. Thì tuổi thọ của cá coi sống cũng lâu lắm nha các bạn, cũng vài chục năm á. Nếu như mà trong điều kiện nuôi nó tốt thì nó sẽ sống được như vậy. Thì có con nó dài đến mét mấy, 2 mét là, nên giá của những con đó là nó còn hơn là cái căn nhà cấp 4, thậm chí là cả biệt thự nữa các bạn. Ngày nay cá coi nó được lai tạo nhiều và có một số thống kê có khoảng 200 loài hiện nay nè. Còn cái vấn đề sinh sản của cá coi thì khoảng sau 1 năm cá nó sẽ bắt đầu nó đẻ trứng. Nếu như mà con cá coi khoảng 2-3 năm tuổi thì nó có thể đẻ khoảng 150-200.000 trứng mỗi lần đẻ, thì cũng rất là nhiều. Thì khi mà cái bụng nó to ra, cái trứng nó chín rụng đều thì nó sẽ đẻ vào cái lúc sáng sớm, sau khoảng 2-4 ngày nếu mà ở cái nhiệt độ phù hợp của nó là 28-30 độ và môi trường nước DO là oxy hòa tan đó các bạn, phù hợp trên 20g/lít thì cái trứng cá này nó sẽ nở ra nha. Thì sơ lược về sinh sản của nó là như vậy. Thì mình cũng đang mày mò nghiên cứu, mình cũng tính cho lai tạo giữa cái con cá lau kiến đó các bạn, mình tính lai cho con cá la hán mà mình chưa biết nó ra con gì, thì đâu các bạn mà cứ lai thử nó ra con gì nha.